Hello, xin chào tất cả những anh em đã đến với Samsoi TV. Tab 946 có làm anh em mãn nhãn với cuộc chiến của Big Mom và Queen hay không? À mà thực ra Queen bị tẩm quất nhiều hơn là cuộc chiến. Thêm vào đó, khi đứng giữa cái khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết thì Luffy mới vượt qua được giới hạn của bản thân, đột phá Haki vũ trang và phá vỡ chiếc còng cổ. Hôm nay chúng ta cùng đến với, cùng Samsoi những chi tiết quan trọng của cái Tab 946 nhé. Cảm ơn một số thông tin từ phía anh em tại 1PFC in Việt Nam. Cảnh đầu tiên là Queen đang bị Big Mom quay mòng mòng và không như dự đoán, Queen ăn 2 hit mới SML chứ không phải là một phát đuổi luôn. Sự chênh lệch sức mạnh giữa một tứ hoàng và một đội trưởng thì vô cùng lớn anh em ạ. Nhìn kỹ thì anh em thấy được rằng con khủng long Queen vẫn có một cái GMF khá là dài. Như anh em thì đã biết rồi đấy, mà không biết thì mình xin nói luôn à. Cánh tay máy của Queen sau khi bị biến đổi thì vẫn được giữ nguyên thành một cái chân, nhưng không biết rằng có ẩn chứa sức mạnh ghê gớm gì hay không. Nhưng mà đã ngụp củ tỏi mất rồi. Queen bị lém đúng cái chỗ Kid và Killer tập thở dưới nước. Hai cu cậu này thì khá là may mắn đấy. Và may mắn thứ hai đó chính là cái nhà ngục không bao giờ được mở cửa kia đã bị phá hủy. Bên trong đó chính là Kawamatsu, một trong 9 người thân cận và mạnh nhất dưới tướng của Oden. Chúng ta cùng hóng cái màn come out, comeback trở lại của anh chàng Kappa này nhé. Và chắc chắn rồi, liên minh của Luffy lại có thêm một cánh tay đáng gờm. Tiếp đến là tên Karibou, khá là hữu dụng và có lợi đó anh em ạ. Vì hắn đã ở trong cái nhà ngục này khá là lâu rồi. Chính hắn đã cung cấp thông tin về lỗ hổng tại nhà tù này, đó chính là tín hiệu liên lạc. Chỉ cần xử lý con ốc xiên chùm to nhất thì mọi thứ thông tin liên lạc từ nhà tù ra bên ngoài sẽ bị cắt đứt. Để cho dễ hiểu hơn thì con xiên cụ to đùng kia đó chính là lơi phát và thu tín hiệu, hay gọi tắt là xiên tổng đài. Mà không hiểu vì cái lý do gì mà phía hải quân lại hách được thông tin. Như ở những chap trước, anh em ta biết được rằng chính nhờ điều đó mà hải quân nghe được cuộc tái hợp giữa liên minh Big Mom và Kaido. Mà đó chỉ là qua mạng thôi anh em ạ. Cho đến khi gặp mặt Big Mom tới Wano, tình xưa nghĩa cũ thì chả còn gì. Kaido đã sai King đến đã đít người tình. Có lẽ đây chính là lý do Lilin hồi còn trẻ. Đây là khi đã trải qua mấy chục đời chồng. Chuyển cảnh đến nhân vật chính trong chap, đó chính là Big Mom. Công nhận ngoài sức mạnh ra thì Big Mom có một cái mũi khá là thính. Khịt khịt hai phát là biết ngay chỗ giấu lồi chè ở đâu. Điều đặc biệt là trên lồi chè cũng đánh dấu chủ quyền là của Queen. Nhưng khi mở ra thì ôi trời ơi, cái biểu cảm ấn tượng nhất của Lâm là đây rồi. Không thấy chè đâu, Big Mom vô cùng tức giận. Bọn lính thì vắt chân lên mông chạy hụp mạng. Đúng như là một thảm họa cấp S rơi vào đầu vậy. Thằng não cao su thì ngu như con găng gu đu vậy. Tự nhiên thì nói lớn lên là ta hiểu cái cảm giác của mụ. Và rồi còn nói lồi chè thì ngon quá cơ. Thôi xong, tất cả mọi ánh mắt căm phẫn đều hướng tới chỗ Luffy. Chopper thì đã khóc khi thấy cái cảnh tượng này. Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy cậu, nhưng mà cậu ta vẫn là cái tâm điểm của sự rắc rối. Thánh Queen thì ngất rồi, nhưng mà nghe tin cái lồi chè bị chén sạch vẫn còn rên ư thì mới hay, chè đậu đỏ đã. Kiểu này thì Queen lại cho lù vào danh sách kẻ thù truyền kiếp của mình rồi. Và đây là cái tội dám suy vào việc của người khác. Một tên lính đã lên tiếng giao kèo với Lin, chưa kịp dứt câu thì ăn nguyên một tảng đá to đùng vào mồm, kéo theo cả thằng cu bên cạnh nữa. Đúng là cuộc sống mà. Big Mom thì chỉ muốn chia sẻ chè cho những người dân nghèo khổ mà thôi, vì họ đã đối xử tốt với mụ. Có thể thấy trong thâm tâm mụ vẫn rất là tốt. Có lẽ mụ bị lợi dụng từ nhỏ, mà nhiều yếu tố khác nữa về quá khứ của Big Mom, chúng ta thì cùng chờ xem. Tiếp đến, khi bị dồn vào chân tường giữa cái khoảnh khắc sự sống và cái chết, Luffy đã bẻ lát được chiếc vòng cổ, giống như mà cách sư phụ Jaynai đã làm, vô cùng ấn tượng. Để giúp Luffy đột phá được khả năng này, ông não Hiyo đã lấy thân mình ra để chơi lớn, dạy cho học trò luyện Haki đẳng cấp cao nhất. Cụ đứng quay lưng với Big Mom, cứ để mặc cho mụ đấm, để cho thằng cu lù luyện được cái tuyệt kỹ Haki này. Và hy vọng rằng nó sẽ thành công, nếu không thì hai ông cháu lại ngắm gà quả thân với ăn chuối nhé. Và kết thúc chap cũng là hình ảnh này luôn. Một bước ngoặt mới là hai thầy trò sẽ tiếp tục lên đường đi tới Trúc Thỉnh Kinh nhé. Video kết thúc tại đây anh em ạ. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Bạn nào muốn mua mũ One Piece thì nhắn tin cho mình qua Facebook nhé. Link thì mình để ở mục mô tả nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.